Xin chào các bạn, trở lại với trên đầu xe hơi. Như anh chị thấy trên màn hình thì bên em chuẩn bị bàn giao xe cho một anh khách hàng ở Bắc Giang. Hiện nay thì thị trường Bắc Giang cũng rất là tốt, nhiều anh chị có cái nhu cầu mua xe bán tải chúng ta làm ăn. Thì em quay video để update về giá cả này, lãi suất này, trả góp này. Đó, và một số lưu ý khi mà mình mua xe Ranger, nhất là phiên bản XLS một cầu AT. Đầu tiên thì về giá thì đây là bản một cầu số tự động, thì bên em bán hiện nay là 707 triệu đồng là mức giá niêm yết. Xe này là xe lắp trong nước, chúng ta được giảm thuế 50% lệ phí trước bạ, đi kèm với cái khuyến mại của đại lý. Cái này thì do quy định của hãng, bên em cũng không chào giá được cụ thể qua video, nên là anh chị có nhu cầu tham khảo về giá bán, chương trình khuyến mại thì vui lòng alo trực tiếp giúp em qua line đang đính kèm trên màn hình nhé. Các bác ở Bắc Giang, Bắc Ninh thì cứ alo là bọn em sẽ có cái giá tốt nhất. Về địa điểm mua xe hiện nay thì chúng ta có hai lựa chọn, For Bắc Giang và For chi nhánh Bắc Ninh của Long Biên. Bản chất của hai đại lý thì đều là cùng một tập đoàn chủ đầu tư, nên là mình có cái mức giá rất là hỗ trợ của cả hai tỉnh địa phương. Hiện nay thì ra biển mẫu xe này nó sẽ dao động vào khoảng hơn 700 một chút thôi, trừ các thứ khuyến mại đi. Ví dụ như mình có nhu cầu lắp thêm option như nào thì có thể cân đối và bên em hỗ trợ thêm về cái khuyến mại khi mà mua phụ kiện nhé. Như xe này thì bên em đã làm sẵn nắp thùng thấp rồi, mình có thể cân đối một số mẫu như em hay coi trên video, ví dụ như là nắp thùng cao này hoặc là nắp thùng cuộn với thanh thể thao của Gore-Tex. Cái thứ hai là lãi suất trả góp. Hiện nay thì ngân hàng tốt nhất khi mà mình mua vay trả góp đó là ngân hàng CHBank của Hàn Quốc. Thì với cái option vay lãi suất, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là cố định 1 năm 18,9%, hai là cố định 6 tháng 7,8%, hoặc là mình cố định 30 tháng với lãi suất là 9,9%. Trong thời gian sau khi thời gian hết hỗ trợ thì lãi suất cá nhân thì mình sẽ có lãi suất cơ sở cộng với khoảng 0,8, và cộng với công ty thì mình cộng với khoảng 2,6% nhé. Chung là cũng là một cái gói hỗ trợ thêm cho khách hàng để khi mà mình vay mua trả góp. Thì anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giúp em. So với gói cố định khoảng 10,6% toàn bộ thời gian vay ở thời điểm trước thì mình cũng đã tiết kiệm hơn khá nhiều rồi. Rồi, đây là bản XLS một cầu. Ở bản này thì bên em lên đầy đủ ghế da này, dàn phim, trải sàn, camera hành trình cho khách hàng rồi. Cái này thì cũng rất là cơ bản, chủ yếu là có bộ ghế da chỉ xanh theo xe. Cái này thì là khách hàng có nhu cầu lên nhé. Tặng thì thời điểm này kinh tế khó khăn, giá xe nó tặng nhiều, anh em bán xe lương cũng thấp, bảo tặng thì cũng cân đối tùy món thôi. Đó, thì các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em để được hỗ trợ thêm về giá cả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.